Chào cả nhà, hôm nay Lan chia sẻ món miến xào. Mời bà con ăn món miến xào chung với gia đình Lan nha. Xin chào cả nhà, tối nay Lan chia sẻ món súp miến nha bà con, nấu canh miến. Thì đây Lan có chuẩn bị là hành lá, còn này chế ớt chuông, Lan sắc hạt lựu, nấm, kim châm, củ hành, thịt xay. Thịt xay này khoảng 250 g. Với cải thìa nha bà con. Đó là nấu chung với miến. Mời cả nhà vào bếp với Lan nha. Mời cả nhà. Bây giờ Lan chế vô ăn vô nha. Rồi bây giờ Lan để củ hành vô nha. Chảy. Rồi củ hành thơm nha, Lan để thịt vô. Xào cho thịt nó chín rồi Lan mới nêm miếng vô nha. Lan để chút xíu muối thôi, ít thôi nha bà con, đừng có nhiều. Chút xíu bột ngọt, muỗng đường, trộn cho đều. Rồi ở đây Lan để dầu hào vô. Trộn lên cho nó đều. Lan để ớt chuông vô nha bà con. Lan để nước vô. Rồi thối lên Lan bỏ cải vô nha. Rồi bây giờ Lan để miến vô nha bà con. Để miến vô nha. Để vô trước một mớ hành đi nha. Coi như cái này là không ăn cơm nha bà con, Lan ăn giống như là mình ăn mì miến gì đó bà con. Miến với thịt xay chứ không ăn cơm nha. Rồi Lan để nấm kim châm vô nha. Rồi xong bây giờ Lan gấp nó ra nha. Lan xin chào cả nhà, Lan đã làm xong món miến xào chung với thịt xay nha bà con. Cái này thì cũng nó cũng hơi là có nước súp chút xíu á, nước sốt, nhưng cũng không phải là xào, cũng hình như nửa xào và nửa canh đó bà con, nó sền sệt vậy đó. Mời bà con ăn thử với Lan nha. Miến xào chung với thịt xay và nấm cải thìa. Mời cả nhà. Lan mời cả nhà nha. Đây, mời bà con ăn tối với gia đình Lan nha. Mời cả nhà. Wow. Thấy cũng hấp dẫn lắm bà con nè, nhìn nè, mình rắp lên gì mình ăn chung với rau cải. Con chó bây giờ nó sủa phiền quá. Mời cả nhà nha. Nếu mình không thích ăn cái miếng nhỏ này, mình có thể nấu chung với cái miếng Hàn Quốc các bà con, thì cái cọng nó to hơn nha. Này đang nấu chung với miếng nhỏ cũng ngon lắm bà con, lạ miệng với cải thìa. Nó thanh đạm, ngon lắm bà con, nên làm ăn thử đi nha.
Thôi tới đây Lan xin kết thúc phim. Bà con yêu thích Lan nhớ đăng ký, ủng hộ, chia sẻ phim dùm Lan. Lan thành thật cảm ơn. Xin chào cả nhà. Bye bye bà con. Bye bye.